Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Thế nó ổn quá rồi anh em, xuống dưới thôi. Người đây à? Canh ai vậy? Thằng này canh không được tính chạy à? Hẳn là canh không được tính chạy cả. Xanh mộ 4 cho bạn ơi. Ok, mình vừa lượm được thêm đồ rồi mọi người ạ. Vứt khẩu lục đi. Thế thôi, lên cầu nào. Có đứa bên này thì phải này. Ồ, có cả Ska nhưng mà thôi. Đang chơi Goza nên là lượm Ska làm gì nữa. Không có ai dưới này. Chắc là mình xuống mình xem nâng giáp thôi. Nâng lên giáp 3 cho Châu các bạn ơi. Ok, vào chỗ này và kiếm thêm đồ nào các bạn ơi. Có một cái tay súng này. À, băng đạn level 1, kẹo hơi nhầm xíu, sorry các bạn. Ống ngắm thứ hai khẩu, hiện tại mình đang dùng ống ngắm 2x cả. Đơn giản là làm gì đã có ống ngắm 4x để xài đâu, nên là phải xài ống ngắm 2x thôi. Ok đây. Ồ, thêm đạn súng tiểu liên. Bắn súng này. Để mình chạy quanh cái khu này coi. Giờ nào các bạn ơi, xem là chúng ta sẽ có gì nào. Đậu xanh. Ồ, tiếng chân. Tiếng chân anh em ạ. Làm sao bên này. Tưởng tính canh mình nhỉ. Vỡ đầu. Thanh niên. Canh xị kẹo và cái kết vỡ đầu nhé. Ngồi ngay chỗ này thì không xanh mộ mới lạ này. À, công nhận là đồ cũng ngon này. Có cả MP40 này, tuyệt vời. Đồ ngon nhưng mà hơi bị tiếc bởi vì là bạn này ra đi hơi sớm nhá, cuốn máu thôi. Ok, chuẩn bị let go nào anh em. Mình coi bên này coi. Thêm đạn tiểu liên này, tuyệt vời. Xem là chúng ta sẽ có gì nữa nào. Có chảo che mâu này. À, vứt bớt đạn xuống trường đi. Lượm thêm đạn tiểu liên này. Ngon lành. Coi bên này coi. Cũng chả thể ai nữa mọi người ơi. Mình qua bên này coi. Wow, không có ai nữa. Thế chúng ta lên cánh đồng thôi các bạn ơi. Không còn ai thì lên cánh đồng. À, có xe chạy. Nhảy luôn, quần máu đã. Từ từ rồi là chúng ta xấy xe nó sau anh em ơi. Nó chạy xuống nó ăn nâng giáp thôi. Qua luôn nào. Sao? Chạy xe xuống đây. Rồi em, sao nữa? Ủa? Nó cũng không ăn nâng giáp các bạn ơi. Thì nó đâu rồi? À đây, à đây. À đây rồi nhé. Chạy cạnh thùng dầu và cái két xanh mộ luôn này. Tưởng nó qua đây nó ăn nâng giáp cơ. Nhưng mà không ăn thì thôi kẹo ăn. Thank you. Thêm máu đây. Không ăn thì mình ăn thôi. Thank you nhá. Rồi, bây giờ lên cánh đồng thôi mọi người ơi. Sĩ Lai tới 23 giờ nha hả? Hôm nay hả? Hôm nay Sĩ Lai đến 24 giờ rồi nhá. Đây các bạn chia sẻ giúp mình nào. Làm sao chạy hả em ơi? Đừng có chạy em ơi. Dựng bom keo lên cả. Rồi xem. Xem là chú trụ được bao nhiêu lâu. Ok mọi người. Dựng bom keo cả. Bom keo trụ được bao nhiêu lâu. Làm sao?
Đừng tưởng xây kẹo mà dễ nhá bạn ơi. Xế nổ bóng kẹo bây giờ. Làm sao? Làm sao dựng thêm bóng kẹo nữa hả? Ok thôi làm gì mà căng. Có giỏi xế mình này. Thằng này. Mình có 4 bóng kẹo nhá. Làm sao? Thích chơi cận chiến à? Làm sao? Làm sao bạn ơi? Ok. Làm gì mà căng? Làm gì mà căng? Làm gì mà căng bạn ơi? Ok mình còn lại xử máu này. Lên bảng điểm số nhé bạn. Đừng tưởng xơi kẹo mà dễ nha. Thích chơi bóng kèo, anh chơi bóng kèo với chú luôn. Ok bạn thứ tư ngon lành. Rồi đây, chúng ta sẽ có cả mũ các kiểu nữa. Thế nó lại ổn quá nhỉ anh em. Giảm thanh này. Có giảm thanh thì ngon rồi. Bắn thì lại không lo bị lộ vị trí anh em ơi. Nhưng mà mỗi tội là bây giờ thì kẹo hết sạch bóng keo rồi. Có xe này. Đứng lại. Đứng lại em ơi, làm sao? Chú thì làm sao? Chú muốn gì? Lên bảng điểm số 5 kill. Chạy xe ngáo về em. Ơ từ từ. Đó, lượm đồ đàng hoàng không lại lượm sai đồ thì hơi chán. Đây, túi máu, 6 túi máu thế à? Lượm thêm đi. Bởi vì là thằng này nó cũng không có đại tiểu liên nên là lượm thêm máu đi cũng được mà. Ngon lành, 8 kill rồi. À đâu, 8 túi máu rồi. Mới được có 5 kill thôi, sorry anh em kẹo hơi nhầm xíu. Còn lại 11 thằng nữa hả? Ok. Tiếp tục săn mạng thôi. Qua bên này nào anh em ơi. Mình sẽ qua bên này nhé. Giờ là còn lại 11 đứa này. Bên trên này không có người. Bo thì vẫn còn to lắm cơ. Và cái kiểu này thì cục đánh đầu làm gì còn ai. Để mình coi xem là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu nhé. Trước hết là ăn tạm cái nấm đã. Ồ, kiểu này là bo tí thu xuống dưới này anh em ơi. Anh ơi có đồ nâng giáp ở nhà gỗ hả? À nãy anh quên đấy. Ok anh quay lại anh ăn luôn, thank you ông nha. Đây thấy rồi. Thằng nào đi xe vậy? Ê bạn ơi. Ê bạn ơi đứng lại. Ê bạn ơi đứng lại. Xuống xe này. Chạy đâu Hải ơi, lên bảng điểm số. Thanh niên. Đơn giản thôi. Thanh niên đang định ăn nấm ba củ bị mình sấy cho xanh mộ nhá. Chỗ này thì không có mình nha. Ăn nâng giáp thoải mái đây. Ngon lành. Đã có được giáp chống nổ nha anh em. Đây có mỗi một cái nấm ba củ thôi mà làm gì mà căng. Nó lại ổn quá nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ xem mình canh thính thôi anh em ơi. Vào tạm mấy căn nhà gỗ này canh thính là tuyệt vời nhưng mà từ từ. Bo đang còn to lắm, chưa nên canh vội làm gì, hơi chán. Đi săn mạng mới vui cơ. Đây có xe motor chat này. Chạy qua lấy xe đi săn mạng anh em ơi. Rồi nhé các bạn ơi, đây. Xe thì nó ở ngay phía này thôi. Cùng kẹo với bộ trang phục tuổi hồng thơ ngây tiếp tục săn mạng nào. Buổi tối vui vẻ nha anh sĩ kẹo. Ok thì kia em nha. Chúc tất cả anh em xem live vui vẻ. Ui, ở đây cũng là thính ngô gia gắt vậy.
Ôi mình vừa chạy lướt qua này. What the hell. Phải đọc comment của anh em. Lướt qua nó luôn này. Đậu xanh thanh niên này đang nhìn lên màn hình đọc comment cái nó chạy lướt qua con xe motor truck của mình luôn. Anh em thấy ghê chưa? Thấy cao thủ chưa? Ok ok đây. May là mình còn kịp nhìn thấy nó này. Hey, đứng lại thằng kia. Đừng chạy. Ui, nó chạy ngay vào vùng NG thì thôi, mình chịu. Chạy đâu chứ chạy vào ngay vùng NG thì kẹo cũng chịu nhá, kẹo không chạy theo bạn đâu. Từ chân anh em ơi. Phía sau có người nhá. Ok, làm gì mà căng đây đây. Nó có bên này rồi anh em ơi. Đây rồi này. Đây rồi này, làm sao? Tính móc anh à? Láo lếu tính móc anh à? Tưởng móc anh mà dễ à? Mình có 3 quả bóng keo nhá. Ok, chuẩn bị sẵn rồi. Làm sao bạn đây bạn chạy đâu? Không chạy đấy hả? Thế thôi, bye. Mình lấy xe mình chạy. Làm gì mà căng. Thanh niên không chạy rồi là. Cứ chơi cái kiểu đấy là mình hơi chán thật. Từ từ nhá. Chỉnh tiêu máu vứt bớt đi, lượm thêm một ít đạn tiểu liên này. Ok ok. Làm sao bạn không chạy xe thì mình chạy thôi. Có gì đâu. Dùng con xe này chẳng qua là anh em cái người nó dễ hơn. Dễ hơn con xe hai chỗ kia nhiều anh em ạ. Đây để coi. Thằng nào vừa đứng đây. Đâu rồi. Nó chạy rồi các bạn đây, làm gì mà còn đứng đây nữa. Đây cái thằng nãy giờ chạy xe đây. Ồ oh. Chạy xe nhanh em, chạy chậm thôi em. Nhanh vậy sao anh đuổi kịp được. Thế này chúng ta phải tìm cách chặn đầu nó anh em ạ. Chiếc xe chúng ta chạy chậm hơn mà. Đây đây. Lên trên này mình cán người cái đã. Đây cho nó lên cả trên này này. Quay đậu xanh. Làm gì mà căng ở đây. Làm gì mà căng ở đây. Một tông. Lên bảng điểm số đâu, người đâu. Dưới này à. Đây rồi anh em ơi. Đấy rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đậu xe này làm sao. Đứng lại bạn ơi. Muốn gì. Từ từ các bạn ơi. Mình có 7 quả lựu này. Mưa lựu nha em ơi. 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 Ơ thằng này. Không trúng quả nào à. Ui làm sao. Làm sao mà căng. Làm sao. Ý bạn thích làm sao thằng này. Đang cầm sẵn phóng điện nó chơi mình à. Chơi mình à. Chơi mình à làm sao. Các bạn đây làm sao. Mình phải sợ bạn cả. Ủa ấy, gì vậy. Gì vậy phóng liệu mà ngon à. Tưởng có phóng liệu mà ngon à. Ok bạn. Lợn thêm ok anh em ơi. Tưởng có phóng liệu mà ngon à. Có hai từ cuối lên xe cái đã. Nó bo thu tại đây mà anh em. Thế lên xem gì. Qua sau tảng đá là ok rồi đây. Rồi nhé mọi người ơi. Bây giờ xem canh rồi hạ hai đứa còn lại là top 1 rồi. Nó lại easy quá nhỉ các bạn ơi. Đây mình để sẵn 6 quả bóng keo ra ngoài này. Tí nữa còn kịp xài nữa chứ anh em. Hai thằng cuối hạ gục chúng nó và lấy top 1 cũng được. Chắc là cũng dễ thôi anh em ơi, không khó đâu. Đây bo đang thu ngày càng nhỏ lại rồi nhá. Về cái trường hợp nó ở bên hông này với lại phía sau mình thì không có đâu. Nó chỉ ở phía trước thôi anh em ơi. Nhưng mà mình vẫn cứ đảo vị trí như này cho nó ổn này. Không tí nó căn sọ thì thôi xong. Không có ai. Chỉ là phía trước thôi các bạn ơi. Ui đây rồi đây rồi. Thấy rồi nhé mày. Mình thấy tới cuối rồi. Mình thấy tới cuối rồi nhé. Từ từ. Xem nó ngồi yên căn sọ nó anh em ơi. Đậu xanh này tôi thấy luôn. Khỏi cần căn sọ. Top 1.
đang tính căn sọ cơ. Nhưng mà thôi xế luôn, cần gì phải căn sọ. Tô một ngon lành 10 kg, tuyệt vời chưa? Anh em thấy ngầu chưa? Bộ trang phục tuổi hồng thơ ngay luôn nhé. Ok, vậy là mình đã có được 10 kg top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.